đù các bạn. Cá đù ở bên Việt Nam á, khi mà mình ăn khô cá đù mình chỉ biết cái con cá đù đù là qua là con khô thôi, chứ còn chưa bao giờ biết ăn cá tươi á. Từ khi qua đây bắt đầu mình mới biết con cá tươi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ ướp để chiên giòn nha mọi người, cho nên mình sẽ cắt cho nó sát sát lại với nhau. Và đó, mình sẽ chiên giòn, mình sẽ ướp muối, mình ướp cho nó mặn mặn đó mọi người. Cá đù này mình rất thích ăn, nó mặn mặn đó, ngon. Đó. Rồi cái dao cái này nó muốn lục nữa rồi. Rồi đây nè các bạn, bây giờ mình sẽ bỏ con cá vào trong nước và bắt đầu mình sẽ ướp cho nó thấm vào con cá, mà nó thấm cái vị mặn của nó hơi lợ lợ, chứ không thể nói là quá mặn. Đó. Thì các bạn quậy lên, bạn cho cái nước nó hơi lợ lợ thôi, mà mình cảm thấy vừa ăn vậy đó, mặn mà mặn vừa là mình ngâm nó khoảng 15–20 phút. Tới đó bạn chiên nó cũng sẽ giòn ha. Hai người, bây giờ em còn được 1 khúc lui nha các bạn. Chiên lên nhìn tươi không, giòn không? Ừ. Ăn với bịch rau. Rau này bẻ ngoài vườn nè các bạn, bẻ hôm qua nè. Ừ. Rau. Có rau chấm cá, có đủ thứ chưa? Bây giờ ăn với cá chiên này nha mọi người. Chiên này ướp nó mặn mặn này, cho nên ăn với rau sống không cần chấm đâu. Ướp cái kiểu này ăn gần gần như khô vậy mọi người, giống như khô mực bột nắng vậy. Lưu vít hả? Lưu vít. Lưu vít cá chiên. Lưu vít. Mẹ chiên. Đúng rồi, mẹ chiên. Đúng rồi, mẹ chiên cá. Trước lúc quay video thì mẹ đã cho em ăn rồi nha cả nhà. Và bây giờ em chỉ ngồi chơi và em cầm con cá chiên và em ngồi múa thôi. Mấy em nay em coi hoạt hình đó, em coi cái phim hoạt hình nó để cái con cá bơi qua bơi lại gì đó mọi người. Cho nên giờ em cầm con cá em bơi y như con cá trong hoạt hình của em ấy gì đó. Nhưng mà con cá này là con cá bị chiên rồi mà nó vẫn bơi được nha mọi người. Khi em ăn á là âm thầm lặng lẽ và thưởng thức cái mùi vị của đồ ăn, cho nên em làm biếng nói là mọi người ơi. Với phần khi mình ăn mình nói thấy nó vô duyên sao á, cho nên thôi để ghi âm lại. Ở bên Việt Nam á là mình rất thích ăn khô cá lù đù các bạn, cho nên khi qua đây á thấy con cá lù đù tươi cái mình nhớ tới cái khô cá lù đù ngày xưa lúc mà ở với mẹ hay cho ăn á, cho nên ướp muối mặn mặn chiên cũng rất là giống con khô nghe các bạn, mặn mặn y hệt luôn à. Henry thấy em cầm con cá em ăn em quay video, cho nên Henry cũng cầm con cá cắn rồi nhai nhai rồi đưa lên màn hình chu chu miệng nữa cho mọi người thấy đó. Nếu như mọi người thấy em dễ thương thì mọi người nhớ đừng quên like ủng hộ video này cho em nha. Cái phía nhà sau là cái nhà để chứa đồ, và cái nhà này là không có máy hít, cho nên nó thường là những đồ đạc nào không có xài là mình sẽ quăng vào này, cho nên hơi bừa bộn chút xíu mọi người thông cảm nha. Và sau khi em cầm con cá và em múa một lát sau thì từ đầu tới chân, bụng, giò, cẳng gì đều là dầu ăn và cá hết nha mọi người. Đó, sau khi em ăn xong mà phải đè em đi tắm đó, cái em múa đó mọi người. Đó, cầm con cá hoài luôn. Có nhiều khi á mình quay video á lo cho em quá cái lu bu cái không có cầm máy quay, và tới lúc lo cho em xong thì mới quay video cho mình. Đó, bây giờ khi mà mỗi lần mẹ Minh ngồi xuống đó, thì em bắt trước là em cầm đồ ăn em đưa vô máy quay gì đó. Đó là mời mọi người ăn đó, mọi người ăn cá với Henry nha. Đó, mọi người ăn cá với Henry nha. Đó, Henry nắm tay em đưa vô á, ý là Henry kêu mời cô chú luôn đó. Nhiều khi hả những cái đồ ăn lạ miệng của người Tây người Tàu mình muốn ăn cho biết cho nó lạ thôi, chứ thật sự ra vẫn thèm những cái món ăn Việt Nam các bạn, vẫn thèm khô, thèm mắm và thèm những cái đồ như, ví dụ như gà vịt đồ đó, kho gừng kho sả rồi các bạn, ăn nó vẫn thấy ngon mà nó đậm đà hương vị quê hương hơn. Mình quen à, có lẽ là mình quen với những cái khẩu vị của miền Tây à, mình ăn mấy chục năm mình quen à, cho nên khi qua đây á hả, cỡ đâu cỡ cũng phải tìm về những cái món ăn đó để mà nấu rồi ăn để cho nó đã cái cơn thèm mọi người. Đó, cô chú anh chị thấy Henry chát vô quần không? Đó, như thế đó, như thế đó, đó. Cho nên một lát sau làm đầu cổ cá không? Sau vẫn còn rất là nhiều. Các bạn thấy không? Chắc ngày mai sẽ làm gỏi cuốn nha. Và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai làm cái món là gỏi cuốn lỗ tai heo nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Bye bye, hẹn gặp lại. Nhớ đừng quên đăng ký, like, subscribe, ủng hộ cho kênh nhé. Bye bye. Bye. Bye nè, con lại đây, con bye của chú ơi. Bye đi. Rồi bye, bye. Đúng rồi.